Hello, xin các bạn, chào bạn đã quay trở lại mình. Mình là Dung ở đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với Stick with Legacy. Thì trước cái video gieo, quá nhìn một like mình sẽ được ký nha. Ok. Thì mình vừa tải lại cái bản siêu cấp đẳng cấp VIP Pro Titan mà Magic Old Super Light đâu đi sầu. Cái bị đến từ chiến bài dù nhóm nhá. Hào diễn với mình đủ cái gì gì mình nhóm nhóm về. Đấy, cái bản siêu cấp đẳng cấp VIP Pro Titan của mình đấy. Thì giờ là chúng ta phải bật tăng tốc độ các thứ lên để mình vượt qua màn đã. Tự dưng mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau nhớ những lúc múa Volatino. Ok nè mạng. Thì nói chung là lúc ấy là mình đang ấy nè mạng. Em xin lỗi anh em cái lần thử thách lần trước nhá. Từ cái lý do thử thách lần trước là do mình quên chuẩn bị cái lỗi này là nó phát ra tiếng rồi đấy. Thế mới khổ đi. Ok, nói chung thì giờ mình sẽ bù đắp lại một cái thử thách khác này. Đấy, mà mình sẽ cố gắng để hoàn thành cái này nhanh nhất có thể. Vì mình cải lại mà cải lại thì sẽ bị mất cái thứ. Biết à? Chúng ta cùng hoàn thành thủ tục nhanh như nào. Ok. Rồi, đây 1, 2, đấy lần trước mình đang thử kiếm trước này. Rồi, kiếm này mình biết rồi. Có phải nói nhá. Ok. Không thể cái gì. À, nó bắt mình làm cái trò này. Quên mất cái này nữa chứ. Tự dưng lại quên mất có cái này. Ok, get go. Thời gian vỗ luôn trong trận. Wow, thời gian cứ như nó ngưng động vậy. Nhưng lấy đàm tiếu qua loa linh tinh. Không thể nào mà cần được mà game win. Quên cái skin này thì làm sao nó có tăng đàm đâu. Đó, vậy thì bật hoàn hình lên. Nhòn quá ghê gớm. Sỏi ơi, quá ghê gớm mình em ạ. Ok, nói chung thì giờ mình chỉ ngồi chơi đi em ạ. Bởi vì là nó có lính rồi mà. Nó có lính rồi mà. Anh dám lên nó, anh xúc lên nó. Ôm đồ nó, cất lúc đồ. Xúc lại đồ, anh lúc đồ mà nó. Anh dám lên cái nó. Ok. Emotional the damage. Thế nào mình sẽ trận đầu. Lý ra phát đi ăn xin rồi mà. Ui giời. Tượng gì. Ok. Get go. Rồi, thử thách 6 ngày 6 đêm chơi Stick with Legacy. Get go. Nào. Xin. Order. Wait a minute. Nào. Giờ bọn lý của mình khá là đần độn khi mà thấy cái hàng giáo chém mẹ đi. Rồi, nói chung thì như thế. Ây à, kiếm lên như những người đàn ông đi. Order. Quái lên mày lên. Nhìn lấy đạp nhiều qua loa qua loa qua loa linh tinh. Không thể nào mà cắn bước được mà thêm mình. Xin đồ đến giây bùi giá đi mình đồng đồng. Qua tài năng vẫn còn đây. Hoàn vắng là con chảy. Ok, xong mãi thì chưa xong bà này. Thấy hơi lâu rồi đấy. Anh nhìn chúng hơi lâu rồi. Chưa bây giờ mình không bảo. Ai chưa cần làm nhòn tuổi ngay nhờ tuổi tôm tổm tuôi nhá. Rồi à, mặt trời sắp lặn rồi, quên cái này là thú cho đến khi mặt trời lặn. Rồi đây mặt trời sẽ lặn đi, trời xuống núi này, mặt trời xuống núi rồi. Giờ chỉ việc chờ thời gian thôi là mặt trời xuống núi phát là thắng luôn đi các bạn. Chủ thử thách lần này là thử thách chống được mặt trời xuống núi đấy chứ. Quá ghê gớm. Trời ơi, mặt trời vẫn từ xuống kia. À, tí nữa dạy ở đó thôi. Em tin nó xuống hết cái tầm này nó sẽ đi không. Bóng đêm bao trùm, zombie sẽ xuất hiện. Rồi, xong. Tè teo. Ok, chưa xong à? Ok. Quá là điều bình thường luôn. Rồi. Mình sẽ được thêm 2 điểm nữa vào đây. Mình mong gặp mấy cái bàn như này chơi thật nhanh. Super Idol. Super Idol. Nhưng lời làm tiếng quá loa quá. Quá loa la la. Linh tinh không thể nào cắn bước được mà ghê mình. Xin tồn đến chơi. Ôi, tôi bắn ngu quá. Mình sẽ thử pha cậu ấy có chúng không nhá. Quay. Thế mà không chúng nhá. Cậu lái lên trời này.
Ôi xài. Ok, một phát nữa này. Ôi xài, ok. Một phát nữa này. Cậu lên trời này, ta không ngủ gì được. Siêu hết thọt. Láo hả mày. Ok, ok. Để cho em mua thêm vài con nữa, bắn lên nó phê. Đấy, làm cái thứ mua một binh đoàn. Rất là nhiều con cung luôn. Đấy. Rất rất là nhiều con cung luôn. Rồi, tiến okay. Lên, get go. Rồi, get go. Đừng lấy đàn tiêu qua loa, qua loa. Qua loa, qua loa. Linh linh không thể nào mà mức được má game mình. Chỉ tổ đến chơi vui nhá. Ui, ui bắn cắt. Ui, nay đi ra ngoài này. Nay đi đào vàng này. Ui, giỏi ôi. Quá này con. Ok, ok, nó thường kiểu là như thế. Rồi. Ok nhá. Nào. Tiếp nào, mình muốn hoàn thành được lại cái này nè bạn. Ok. Lên 2 điểm nữa. 1 điểm, 2 điểm. Rồi. Nào, chúng ta cùng tiếp tục với linh giáo à. Ôi, bố mình sợ mình quá. Bố mình sợ mình quá. Quá ghê gớm. Con lo tin lồ. Ui, 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 ui. Ui. Có những tình huống múa cứ cắt. Cầm kiếm chém xanh 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 luôn. Are you sure about that? Tưng 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 gì cho mấy anh giáo ơi. Một mình anh chấm hết. Không làm đi một thằng nào. Một mình anh chấm hết. Nhìn lầy đàn tiêu qua. Ui ui giời. Tuổi tôm hay nghĩ giải tưng 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 cái gì biết kiếm sĩ phản công ai à. Ơ sao lại cái gì đây, cái gì nhỉ, sao tự dưng lại có biết phản sĩ cản không cực khó gì đây. Một phát này, hai phát rồi và cầm kiếm sắt này nè bạn. Tiếp nào thủ thủy à. Nạp cạc 20.000, bắt môn động giáp sức người ta nghe đến 1.000 lần. Nhưng lầy làm tiêu qua loa, qua loa. Qua loa linh tinh, không thể nào mà cắn bước bước mà để mình. Chỉ sinh tồn nên xây búi ra. Ok. 1, 2 rồi, mắc con vàng rồi. Rồi, cho kiếm sĩ đẹp trai, khoai to là Super Idol đi sao. Tụi đi tự nhiên, phải qua. Oh oh. Older 20 minutes. Ok ok. Lên đầu dòng rồi. Quả này vượt qua mấy cái này nhanh thôi mà. Giải phóng Granit. Giải phóng khép khép thuật win in chat tít anh em ạ. Super Idol. Super Idol. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh. Quá đơn giản. Mất 15 giây. Hơi nhiều nhá. Mất hơi nhiều tiền đấy nhá. Đấy, mất hơi nhiều thời gian đấy. 15 giây đúng không? Ơ chà. Mất 15 giây, vậy thì anh kiếm sĩ mất bao nhiêu giây? Wow. Bây giờ mất bao nhiêu giây? Ui. Xem nào. Mất 11 giây. Hơi chậm. Anh em biết được cái gì nhanh nhất không? Rồi. Mình kiếm sĩ like này. À, cái này mình chơi qua rồi nhưng mà thôi từ từ để mình làm lại cái bàn này. Xem nào. Ơ chà. Sẽ thử xem mất bao nhiêu giây nhá. Cố lên nhanh 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 lên. Nhưng lấy đám tiêu qua loa. Qua loa qua loa. Đúng đây. Nào bao nhiêu giây bao nhiêu giây. Mất trên 10 giây chưa. Ui mất 11 giây. Hơi khó nhỉ. Anh biết cách coi cho bạn nào nó qua 11 giây không. Để mình xem nào. Tìm cách để bạn này được 10 giây. À đấy. Đấy rồi. Zombie runner đâu đây rồi. Chỉ một lũ à. Đấy. Attack. Đấy, zombie runner. Nhưng lầy đàn tiêu qua loa, qua loa. Qua loa, qua loa, qua loa. Ui, nhưng mà con kiến nó chém yếu. Con này nó đánh yếu quá. Bảo sao nhưng mà bảo sao con này nó yếu. Ui dồi ôi, cho con kiếm đi. Đây. Kiếm đâu. À, zombie thần gôn. Ừ. Sao mình không nghĩ đến cái kế sách này nhỉ. Attack. Rồi, con này lên thì xin vĩnh biệt cũ đi. Xin vĩnh 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 cũ. Ui, quá ghê gớm. Ui, 10 giây.
mới dậy đấy mà, may quá. Rồi tiếp tục với bàn này nè. Bàn này thì mình đang muốn là thoát khỏi bàn này đã. À, muốn thoát khỏi bàn này à? Ôi, mình sẽ mua thật là nhiều cung một tí. Đấy. Đại luôn tự bắn rồi nè. Xong rồi lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, 12 cấp giáo. Thế là đủ. Rồi. Ha. Rồi. Xem liệu thì ta có thể làm cái gì đến đi không nào. Ta cứ mình cùng nhau nắm tay, mình cùng nhau cắm chay, mình cùng nhau bú bay. Gai Dolly ao tơ chiến bay du yao yên ai nàng tu bái lì chờ chờ chi tuổi lại anh em tin con khổng lồ chưa kịp lên nó đã hẹo không này con khổng lồ chưa kịp lên đã hẹo này tin đội hình cung mình bắn hơi bị căng ấy đấy chưa kịp lên đã hẹo rồi quá ghê gớm. Quá anh em ạ, à. Khó thế nào chứ, hơi đùa thôi anh em ạ. Mình đang bật chữ siêu nhân lên, bật chữ siêu nhân, bật chữ siêu nhân lên. Oh, bật chữ siêu nhân lên lâu quá, chờ, chờ bọn ấy ra con ít ra anh em ạ. Còn đi ra đấy, hơi bị lâu ở đây. Cả mình ở đây, cố lên, nhanh lên cho con nó khỏe. Đây rồi, lên tấn công luôn này, bắn nó nhanh. Follow Tilo, ui, trời. Đến mức còn nhanh, đến mức cái mũi tên còn chưa kịp đến nó ra hẻo rồi. Quá là điều bình thường luôn, ok. Giờ mình tắt cái này. Giờ mình chỉ dùng đèn để mất nhiều nhá. Đấy muốn triệu hồi thật là nhiều để xem liệu triệu hồi bao nhiêu con gian đấy anh em nhá. Đấy wow chờ được 50 mấy con gian luôn, quá là ghê gớm luôn. Hasabi ui giời tướng dề đoàn á Titan đấy đấy mà đấy bọn zombie runner đấy. 1 2 rồi nào. Ồ đây rồi, băng đạt của các thủ lĩnh. Đây rồi, trận này là trận khó nhất anh em ạ. Đây là cái trận khó nhất từ trước đến nay mình từng gặp. Nó khó đến mức kinh dị luôn ý. Thề bọn... Nó không tăng cái khổng lồ, vì khổng lồ nó rất là ít cơ động. Đây, tạm thời thì mình sẽ lên full nữa. Đây này, nó mắc level con này rồi này, em sao mình ăn được. Đâu gì em trả đấy lên luôn. À không, con này sẽ nhân từ hơn. Chứ đây một con này chắc. Ui, con giàu thật đấy. Chưa gì lên được hai con rồi, thật là magic. Dù đào vàng của nó thì mới có cái cúp xịn thôi chứ còn cái túi chưa xịn. Trời ơi, 3-4 con thì đấy nó chắc. Ok, chắc. Nó đi đâu còn vậy. À, cho thêm cái này này. À, 2 con đào vàng nữa đi. Ờ, 2 con đào vàng nữa là hợp lý đấy. Nó cũng hợp lý đấy các bạn. Ờ. Đấy, ngay mà nó đẩy được kìa. Cậy nó đâu có đẩy này. Đấy, chiến luôn này. Đấy. Sống sót đến giọt máu cuối cùng. Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng mà. Chiến đấu giọt máu cuối cùng chứ đúng không? Super Lido đi sao? Chiến đi đi đúng rồi. Đúng là con trai của nó khỏe quá anh em ạ. Ui, mẹ nó khỏe quá. Chưa gì nó đã hành được mình như thế này rồi thì nghĩ làm sao mình hành lại nó được. Super Lido. Ôi, em xin lỗi. Ôi, em xin lỗi. Ôi em chị... Cố lên, đừng cố chị chứ. Ghê, nó đánh đau thế. Đau như thế này làm sao mà mình nhập được đây. Phải làm sao đây. Rồi rồi, tí nữa mình sẽ được nước làm tới và xiên hết bọn này. Rồi, mình xiên chém bọn này nào, chém bọn nào. Bực tê nhở. À, à, rồi lưu rồi. Thôi đủ rồi em ạ, nói chung thì cũng thế thôi. Đào vàng giờ mình đủ rồi, tiền tài mình nhiều rồi, vàng bạc mình to nhở, vàng bạc mình nhiều nhở. Ok mình cần 4 con cung, 4 con giáo để tạo lên hàng giáo. Kiếm kia để là gọi là xiên tượng cho nhanh thôi. Đâu bọn này nữa thì để cho nó tập trung bọn giáo kia, bọn giáo nó quan trọng hơn. Đấy à,
ra là vậy, hóa ra là game này nó cho mình quá quân tiếp viện. Bảo sao mình thấy nó khó khó. Hóa ra bình thường là mình sẽ không có quân tiếp viện đâu, nhưng giờ mình đã có quân tiếp viện rồi thì xin tin bạn kết tuổi. Ok, địch chưa gì đã lên thêm con nữa. Lấy thêm giáo đi, lấy thêm ba con giáo này. Mình sẽ tải hết hết kiếm đi rồi mình sẽ lấy thêm giáo. Ôi chết. Rồi. Một con này bằng 2 đúng không? 2, 8, 8 x 2 bao nhiêu? Từ từ. 8, 4 x 2 là 8. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 con rồi, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 con rồi. 27 này. 28, 29, 30, 31. À không, không phải 28, 29, đây, đây, đây. 30, 32, 34, 36. Đấy, chưa? 36 con rồi. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok. Chủ tịch binh đoàn của mình sẽ như thế này. Mình nghĩ là mày chưa đủ cửa để lên đâu nha mọi người. Xin đúng không vậy? Ok, nó chủ tịch quân mình như thế này rồi. Đấy, nhiều tiền nó có khác đây mà. Đấy, mình lỡ tay một tí thôi, nói chung thì đây mình sẽ bù đắp lại bằng việc đẩy lên luôn nhá. Đấy. Ok. Thì đẩy lên luôn sẽ quan được không nào. Chiến luôn này. Chiến luôn này. Chiến luôn này. Rồi, chắc chắn là bọn giáo kia sẽ không đủ sức để chống lại như mình đâu. Thì mình nó quá khỏe anh em ạ. Chúng tất nhiên là phải... đầu tiên chúng ta phải lui. Lui mình sẽ dụ. Anh em chắc không biết cái giáo oán dụ định ra mà đánh đúng không? Đấy. Nó cứ ra phát là mình sẽ chặt đầu, mình đánh túm đầu, túm tóc nó. À nhưng mà bọn này đợi bụng mỡ, bọn này chọc đầu mà. Đấy, túm tóc nó đập bố bố mặt. Đấy, nó sợ. Trời ơi. Xin một đêm, về tiếp, về tiếp. Ui, ui, né né. Ôi, né né chịu. Ui sợ. Ồ. Này, né né này. Lên anh em cũng happy để chiến nhau luôn đi chứ còn gì nữa, chần chừ gì nữa, còn chần chừ cái gì nữa hả? Giáo này sẽ là uy tín thôi nha. Hai con, thế anh chỉ có 8 con rồi đấy. Được, sẽ nét được. Bắn à? Rồi, con chim. Sợ rồi, mấy anh hẹo rồi. Uầy, đã thấy còn con người khổng lồ nữa kìa. Chết đó, người khổng lồ nó khỏe lắm anh em ạ. Khỏe lắm. Bảy con. Con này thì ra thì cộng thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46 rồi. 46 cộng thêm một con này là 48. 42 con này. Thêm một con này rồi. Thế chiến luôn anh em ạ. Thế chiến luôn nhá. Được ăn cả, ngã thì về không. Ok, mình quyết định là mình phải nhắm vào mặt khổng lồ. Tất nhiên là mình phải nhắm vào mặt thằng khổng lồ đã. Thằng khổng lồ này. Mình phải tiêu diệt con khổng lồ bằng việc là lợi dụng cái ngọn giáo con cung này. Lợi dụng cái ngọn giáo con giáo này. Đấy, chiên thử đồ cho nó yếu đi. Đấy, hiểu chưa? Giáo án cả đấy. Ừ, sao mình không nghĩ ra cách trò ngay đấy. Từ đâu nhỉ? Nhân. Rồi, 400 đam rồi. Thêm một phát nữa. Bồi thêm một phát nữa thì phê. Phê nhất cái đêm nay rồi. Quả này phê nhất đêm nay rồi. Yeah boy. Ok ok. Phê nhất đêm nay rồi. Rồi, được rồi. Get go, lên thôi. Ôi, một anh giáo đã phải hy sinh rồi. À chưa, anh ta chưa hy sinh. May quá. Lên một ôi, chết rồi. Rồi đấy mà. Tin phe cá tính luôn, biết rồi. Tin phe cá tính luôn. Ơ, hẹo con người khổng lồ rồi nhưng mà mình không có cửa ăn nữa.
ăn được đây. Nó khỏe quá. Ok. Chắc là mình thay vì phải tập trung vào ấy, thay vì tập trung vào kiếm, mình phải tập trung vào bài con nữa. Kiếm chỉ là tạm thời, giáo và cung với là dài hạn. Chắc là phải thêm giáo và cung được. Thêm cả khổng lồ một thứ nữa. Khổng lồ để bật lùi bọn giáo. Đúng rồi. Mình cần cứ hai con khổng lồ. Một con phù thủy đấy. Còn lại là giáo với cung. Đây được rồi. Nên mình cần bốn con kiếm phòng thủ đấy. Thì bọn này nó láo lắm. Nó láo lắm. Em mới dọa nó một tí thôi Luna. Ở chỗ này nhiều máu này. Ok. Hơi xa rồi. Chúng ta cứ tiếp tục nào. Tạm thời mình cần bốn con kiếm để phòng thủ. Phòng chắc vào nhá. Phòng tuyến chắc vào. Ok. Man the fort. Chơi lần em sẽ đem the fort sớm chứ không. Không rốt như mấy lần trước. Tầm 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 cà kiện nó tí. À đâu vậy. Cà kiện nó cho nó dụ dụ nhìn nhìn nó. Ô man cả. Nó còn đang lên solo nó là chứ chứ. Thôi mình phải chờ cho nó. Mình phải đợi thôi em ạ. Chứ đợi thôi. Đấy bao giờ quân mình yêu máu sẽ cho quân tiếp viện. Cần mình ở đây làm cái. Mình đã có quân tiếp viện rồi. Đấy số mày ở con trai. To be con tờ new. Đấy. Này đấy. Có quân tiếp viện phát khỏe ngay. Chà, quân tiếp viện phát lực hắn à. Đấy à. Phát được con trai. To be the con tờ new. Ồ. Nhận đi. Defend. Nhảm lên mình chém luôn này. Thôi bỏ chạy về rồi. Nó về phòng thủ rồi em ạ. Bây giờ thì mình sẽ cần thêm quân giáo này. Tạm thời thì mình cần 3, 8, 12, 12 x 2 bằng 24 à. Mình cần hai hàng giáo. Ok, hai hàng giáo. À, đúng rồi, đúng hai hàng giáo à. Ngon mày lên đây, ngon mày lên đây. Ui, quân nâng mắc hết thế này. Nâng mắc hết của quân này chị. Chắc mình phải tận dụng cái lợi thế của mình thôi nè mà. Lính rồi, lính rồi, giờ mình chỉ cần lính đối lính phòng thủ rồi, giờ mình chỉ cần lính bắn xa thôi. Đấy, ba con cung rồi nhá. Đấy, địch có ba con cung rồi. Giờ này địch về, địch chắc chắn sẽ ít tiền hơn mình vì mình tạo ra ít đào ngang đào vàng nhưng mà mình lại nhiều ấy hơn. Đấy, mình lại giỏi hơn quân lính mình, đào vàng mình khỏe hơn, xịn hơn, mạnh hơn, đẹp trai hơn, các thứ hơn. Nói chung thì cái gì mình cũng hơn. Ok, hôm nay có ba con cung à? Tí nó mùi khổng lồ đây, mạo hiểm lắm. Tí mình vì tí nó sẽ mua người khổng lồ nên là mình sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật ao nhây. Và muốn ao nhây được con này mình cần mua thêm đấy, lấy độc trị độc. Muốn trị thằng người khổng lồ chúng ta phải mua người khổng lồ. Ok, chúng ta phải chơi trò lấy độc trị độc thôi. Nhưng còn cứ như thế này là không ổn đâu bạn. Rồi lấy độc trị độc. Ok, chưa đủ tiền à? Qua đây là đủ này. Ok, mình cần hai cung à, hai cung độc. Chúng ta đi lên thêm một người khổng lồ nữa. Tiếp theo mình sẽ lên thêm hai con phù thủy nữa. Okay. Hai con phù thủy là bao nhiêu ta? Hai con phù thủy không biết là bao nhiêu, mình cố lên. Mình phải lên được mấy con phù thủy vào ấy. Chứ còn với cái binh đoàn này thì mình vẫn chưa đủ tuổi ăn con này. Đấy, nó ra phù thủy kìa. Dành mà lắm. Đấy, một con phù thủy này. Con phù thủy tương đối với 5 mà. Thế anh em kiếm tiền nhanh lên, kiếm tiền nhanh lên. Mình cần phải bọn này kiếm tiền cật lực vào để mình tạo ra hai con phù thủy luôn. Tránh trường hợp con phù kia nó chịu hồi. Ok. Cố lên, được rồi. Đấy. Thấy chưa, đây người ta gọi là búc. Đây người ta gọi là búc ấy đấy anh em ạ. Búc quần đấy. Nhìn mình nhá, nó chiều hồi phát là mình được 51 con thôi kìa. Không tính quần à. Phí cả tiện. Rồi, lần này mình đã chuẩn bị quân đầy đủ lắm rồi này. Tất cả các loại quân luôn nhá. Kiếm sĩ đến cái này. Rồi. Nào, chỉ chờ thời cơ thôi. Mình sẽ điều khiển con nào đó. Mình sẽ chơi anh giáo. Chưa? Rồi. Ba phù thủy chuẩn bị chưa? Thêm một ba nữa đâu. Đây rồi. Get go. Rồi, get go. Mày sẽ lên một đứa đòn trước. Nhá chịu. Ui. Nhá chịu đây rồi. Ui không được. Nhưng mà lui vậy thì mình tí nữa mình phải dồn một thẻ đánh mệt lắm ấy em ạ. Nó đã nâng cấp mắc rồi, nó nâng cấp full mọi thứ, phù thủy gậy các thứ rồi mà nó còn chơi khôn như thế này ai chơi lái tí nữa còn có con chiếc viện nó mới khổ chứ. Ok. Mình để cho máy tự đánh thôi. Mấy cụ già đi chậm quá.
Ôi giời ơi, khôn quá, khôn quá. Bây giờ mình đẩy lên luôn anh em nhé, đẩy lên luôn nhé. Ui bẩn, đau quá. Lộp mình chưa được nạp tiền nên là hơi yếu một tí. Hơi yếu một tí thôi. Thề luôn, bọn không có bọn kiếm đúng là bèm chụp yếu hẳn đi nè mà. Mình sẽ phải để anh này ở đây lại, anh xin quốc thôi, mình khỏe lắm. Thôi mẹ nó đông như thế này mà cũng khỏe nữa, mình không hiểu tại sao mà người ta có thể thắng được trận này. Thế trận khó như thế này lạ đi. Em mình sẽ ở chế độ phòng thủ nhá. Cố lên, mình sẽ cố thủ thôi em ạ. Rồi bày sát pháo đi. Rồi, chờn. Cố lên, cố lên. Anh khổng lồ mà hẹo là mình hết chỗ dựa tinh thần đấy. Chết rồi, đấy thêm một đánh thế này. Cố lên. Em cố lên, ôi nhanh 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 nhanh. Quê, khỏe quá. Alo, 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 bạn nó khỏe quá. Chống khó. Cố lên nào. Cái này là phải chống được nhá. Ok, cố lên nào. Đi hết mình luôn này. Ui, cũng nhạo luôn rồi. Nhưng mà bùng phát là nó không được. Cho nên là mình sẽ chống được nữa. À, nhã lại chơi giao án full phù thủy trắng. Ok. Mình sẽ thử giao án 50 phù thủy nha. Giao án 50 phù thủy, ok. Hết cô, đấy full phù thủy ra. Rồi, nâng lượng tái lên. Xinh. Được rồi, mình sẽ thử giao án 50 phù thủy xem giao án 50 phù thủy mình có ăn thua gì không nhá. Đấy, 50 phù thủy sẽ được nâng cấp nhá. Để mình tí khi nào mình còn chơi bình thường mình sẽ chơi giao án đấy. Ok. Giao án full phù thủy của mình đây. Xem liệu giao án full phù thủy của chúng ta có làm được cái gì không. Đầu game phải ép ngay. Nhân. Không biết sợ mà lui à hả? Đùa với anh. Đấy. Sức mạnh của binh đoàn phù thủy đấy anh em ạ. Rồi, mình muốn thử xem là binh đoàn phù thủy có thắng được bàn này không nào. Khó quá. Thắng bàn này khó quá anh em ạ. Vinh 50 đam luôn nhớ. Người yếu kỳ không sao. Có lẽ mình đã quá được quả đào vàng anh em ạ. Rồi, bây giờ mình chỉ lui để xem nào. Chiến luôn nhá, quả này lên chiến luôn này. Đấy, lần kéo, xem có lần kéo không nhá. Đấy, để xem liệu binh đoàn phù thủy có thể thắng được binh đoàn đấy không nào. Quả sinh mạng không nào. Úi dồi, rất là nhiều lính luôn. Rồi, rất là nhanh và nhiều. Wow, không có binh đoàn phù thủy có thể trồi khỏe như thế này. Ấy chà chà, căng ta. Okay. À, có lẽ binh đoàn phù thủy có thể làm được đấy. Ở binh đoàn phù thủy làm được. Quả này thì làm được. Ăn rồi. Binh đoàn phù thủy ăn được. Ok, binh đoàn phù thủy đã thành công. Lần kiếm sĩ sao? Binh đoàn kiếm sĩ đặc điểm bem trụ rất nhanh. Đây. Chúng ta tốc độ chạy nhanh lên. Cho nó bem trụ nhanh lên một tí anh em ạ. Nhưng lấy đám tiêu quá loa, quá loa lên. Mình muốn bọn này nó đấu với cả cái bọn ấy cơ. Cái bọn sức mạnh tối thượng này. Ok. Nếu giờ mình có 50 con kiếm sĩ thì liệu có cân lại được bọn này không nào? Có lẽ nào chính là nó. Why. Ai à? Sao cái lúc mình thử nó không khỏe được như thế này anh em nhỉ? Vô lý thế nhỉ? Khổng lồ thế nào? Được bao con ta? Okay, lên tăng tốc độ lên này, con này đi chậm quá tăng tốc độ lên. Đấy, cảm giác nó như trượt patin vậy, rất là phê. Phê phá hết được chấm, phê phá hết đường về. Rồi, con này lên vùn, nó chụp đã anh em ạ. Con này chỉ trâu, chỉ đạp, chỉ to này cái này. Lên chẳng phát bay luôn kìa. Okay, lần này mình sẽ lên đập cho nó ngu người. Áo. Ô, mình cũng được quần đấy này, áo thế đây. Còn nên em ạ, đau quá. Mình không nâng cấp khác. Đau quá em ạ. Lần rồi chắc là không.
kia. Nhưng mà thôi, chắc định mình sẽ kết cho các bạn, nếu bạn hay thì mình like cái nhá. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.